Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Năm à. Là một năm rồi xong. Anh Kiến mới bảo là ủa sao tháng 2-3 tháng này nhiều thế nhỉ. Mới mới là bọn ta có làm căng đâu. Làm chắc cũng như bình thường. Nhưng mà nó lên tận 28 hay sao ấy. 28 đấy, căng phết đấy. Giờ không có chuyện tăng lương đâu. Cái kiểu làm như này ở trên không cũng không phải là có mỗi nhà sếp Vinh kia là nhà anh Vinh kia là làm kiểu mạng YouTube kiểu rep như này đâu, đông lắm. Cả nước mình chắc tất làm kiểu đấy nốt. Người nào mà làm về mạng này thế nào cũng chỉ như này thôi, trăm kênh, mua kênh. Các bạn ơi đây, hai màu gì nhé. Chân lợn thế này sao nó đi đâu người mùi lợn à, hay là nó chỉ hơi thôi. Thật thế thì chợ thối lắm. Cái chỗ nhà ta thì cái chỗ đấy nó cũng không phải là bé, nó cũng không phải là kín, nó cũng thoáng phết, nhưng mà cảm giác nó bị bao trùm xung quanh bức tường rồi. Kiểu đấy thì nó cũng thoáng thoáng, nghĩ đến thì cũng thoáng thoáng. Đóng cửa vào tí đừ. Mẹ nói như vậy. Bao nhiêu hồ mà... Vì lần đã có phá xong nhẹ cái tên. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Ủa anh Công giờ không đi học nữa anh Công? Học xong 12 cái là nghỉ luôn á. Thảo nào sẽ đi làm nhiều thế. Tối nghỉ. Ừ nhưng mà đang học 12. Ý là thế.
thì đang mới hỏi không không tại vì nhiều bọn ấy là đang học cao đẳng này thì tôi mới hỏi. Ở thế này ngon thì anh cộng ngon. Cứ như này tối ngày chơi gái cứ thế rồi. Cứ tối ngày chơi mấy gái. Chưa quay video. Các bạn ơi, phòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Rồi đây là phòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Đây là phòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Mỗi cái ba màu là đẹp. Màu cam nha mọi người. Màu xin nha anh công xóa là vẻ anh công không phải nấu cơm anh công xứ nhỉ xin dán nữa xin chào tất